Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cùng với chị Việt Hà. Xin chào chị Hà, như vậy là cơn bão số 2 đã suy yếu thành một áp thấp và tôi thấy rằng là rõ ràng tại thủ đô Hà Nội thì mưa vẫn xảy ra, thậm chí là có mưa lớn. Vậy thì không biết là các nơi khác tại miền Bắc thì mưa có lớn giống như thủ đô Hà Nội hay không ạ? Dạ vâng, với vùng ven biển Quảng Ninh hay Hải Phòng thì chiều nay cũng đã giảm hẳn mưa sau khi mà tâm của vùng áp thấp đi qua. Và vùng mây ẩm thì đang dịch dần sang phía Tây và gây mưa chủ yếu cho khu vực đồng bằng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Thanh Hóa tới Nghệ An. Trong đó thì tại Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa đã có những điểm mưa to đến rất to, với lượng mưa ghi nhận được nhiều nơi đã lên tới 107 đến 159 mm. Dự báo từ giờ cho đến ngày mai thì ngoại trừ có Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn là trời ít mưa hoặc là mưa nhỏ. Còn lại thì các nơi khác ở miền Bắc hay là Thanh Hóa, Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa lớn. Trong đó thì khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có tổng lượng mưa lên tới 50 đến 120 mm. Riêng tại Sơn La thì có nơi trên 250 mm. Nguy cơ cao gây ra sạt lở đất, lũ quét trên sườn đồi núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp khu đô thị. Do có mưa lớn trong đêm nay và ngày mai, trên các sông tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông như là tại Quảng Ninh, Hà Nam hay Ninh Bình hay các cửa sông ven biển thì có thể sẽ lên tới mức báo động 2. Các đỉnh lũ còn lại thì dao động trong khoảng từ báo động 1 đến báo động 2. Cảnh báo ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông. Mưa dồn dập trong thời gian ngắn thì có thể khiến cho nước lũ dâng lên rất nhanh, đặc biệt là trên các sông suối nhỏ. Vì vậy quý vị không nên đi qua các khu vực ngầm tràn, cầu cống khi mà nước đang lên, dòng chảy mạnh. Không được đánh bắt cá, vớt củi hay là lội qua sông suối khi mà đang có lũ. Và tuyệt đối là không đi bộ hay là lái xe qua ngầm tràn khi mà nước đang dâng cao và chảy xiết để tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì chiều mai cũng sẽ có mưa dông rải rác và cục bộ sẽ có một số nơi có mưa to, tiềm ẩn với lốc sét và gió giật. Riêng với khu vực Tây Nguyên thì có thể xảy ra cả sạt lở đất do mưa tại đây đã xảy ra nhiều ngày nên đất đá đã mềm yếu và tơi xốp càng dễ bị xả xuống. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội dự báo đêm nay và sáng mai sẽ có mưa vừa mưa to, trời mát 26 độ C. Trưa và chiều mai mưa giảm, trời nhiều mây, nhiệt độ không quá 30 độ C. Thành phố Đà Lạt tối nay và chiều mai cũng có lúc có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 17 độ C, trời rét. Sáng đến trưa mai thì có nắng gián đoạn 23 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay có mưa vài nơi, không khí mát mẻ 26 độ C. Trưa và chiều mai nắng nhiều, khá nóng 33 độ C. Chiều tối mai có thể có mưa dông, tiềm ẩn lốc sét và gió giật.